Hello, hello mọi người nhé. Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ vào review một cái nick mới ở server 423. Đúng không nhỉ? Server ở uh, server 430 chứ các bạn. Server 430. Thì uh, nick server 430 thì hiện tại đang ngày thứ 77 nha các bạn. À đâu, 71 các bạn ạ. 60 còn 11 là 71. Thì uh, nick của bạn này có gì? Những cậu bạn này chơi gạm, bịt mâm, râu trắng, Ivan cũng như là Marco Thì uh, nếu mà sắp tới nó ra cái uh, liên xe vờ đánh ấy, Thì mình sẽ cũng dựa trên cái thích này mình tư vấn cho anh em Với những cái đồ hình như thế này mà làm thế nào đánh liên xe vờ khỏe tí Thì uh, ví dụ như thằng cuja thì mình nghĩ uh, các bạn cứ cho vào đi thế vào thằng Marco giai đoạn đầu thì bởi vì nếu mà hiện tại với cái với cái khoảng từ 3 triệu lực chiến cho đến 5 triệu lực chiến ấy thì nó vẫn đang là một đấm bình thiên hạ các bạn ạ nó vẫn đang là một đấm bình thiên hạ và bạn này hình như cong vẫn đang là nói chung là cong khoảng một triệu rưỡi là bắt đầu đấm đau rồi các bạn còn mà đấm với thằng nào mà máu khoảng 2 triệu, 2 triệu, à, 20 triệu hoặc à, 25 triệu thì nó hơi phèn, khó khăn tí. À, bạn này bùa khá là ngon đấy các bạn, bùa ngon. Thì bây giờ như thế này nhé, à, khoan lĩnh nhịp đồ đã, đợt này mình có, à, nếu mà server của bạn như thế này, hoặc là nhịp đồ ấy thì nó sẽ dành cho các bot nhiều hơn ví dụ như nếu mà bạn không phải là bót ấy các bót nghĩa là những cái ông mà đam nó khoảng từ một triệu bảy đến một triệu tám ấy đam kiểu nó cao hoặc hai triệu ấy thì người ta sẽ cần nhịp độ để clear hoặc uh, gì đó thì uh, hoặc là để cướp cái nhịp đánh đầu thì nếu mà bạn mà lấy cái tiếp theo ấy thì mình nghĩ bạn uh, đúc một cái bùa tím khác rồi uh, rồi khi nào mà đủ 50 mảnh này bạn đổi cho mình cái nhịp độ này thành thành cái gì ta? Thành cái uh, cuồng nộ. Nghĩa là nhận 200 nộ khi tiêu diệt kẻ đi kệ thì nó sẽ khiến cho bạn uh, ra kỹ năng vào dây thứ hai luôn các bạn ạ. Rồi lúc đó bạn có thể tăng nhịp độ ở đây đây để cải thiện thêm cũng được. Uh, mình nghĩ bạn uh, đây tấn công thì cũng nói chung là uh, bạn cho mắc level đấy nhỉ cho mắc level cái này đi chứ cái này ba sao bạn cho mắc level 350 sạch 400 thì cho lên 400 đến luôn đi à đi còn chưa xong tuyển này bạn còn cái cuối này đang chưa tinh chỉnh thôi ờ à, cái gì đây vẫn đam này à? không lấy nổ à ờ à, bàn này tẩy khá là ngon đấy các bạn à. đây tẩy cái này ờ à, thủ à sao lại thủ ra cha ta Chí mạng crit ngon này, sát thương, chí mạng này PHI là, là hệ gì nhỉ Mình nhớ rồi, PHI không phải là gáp không ta à, Cái này hình như có cái dòng tấn công phần trăm ở sau này Thì các bạn kiếm đá này nhiều nhiều và Đá này thì lâu lâu ra vần thì các bạn tích lại Rồi sau tẩy, à, tẩy được ra phần trăm tấn công thì rất là tuyệt vời luôn về râu trắng râu trắng của nick này là gì râu trắng thì bùa cũng bùa bình thường thôi nghĩa là bạn này siêu thiếu siêu siêu thiếu, 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 thiếu đá râu trắng thì chắc chắn các bạn sẽ chơi về dài rất là dài Big mâm hiện tại thì chơi được và tầng cao ấy thì mình nghĩ tầng cao hay tầng thấp thì cũng chơi big mâm thực ra con big mâm khá là mạnh nếu mà các bạn phải bị chơi kìa Thiếu cái hồi sinh nhỉ Big Mom tối thiểu đầu tiên bạn kiếm cho mình cái hồi sinh nhá, Bùa ca cũng được Kiếm cái hồi sinh Bởi vì đặc thù của thằng Big Mom ấy Cái mà khiến cho thằng Big Mom mạnh ấy Là khi hồi được hồi sinh Gây chóng kẻ địch xung quanh 3 giây Là 3 giây này của nó là choáng cả tim đấy các bạn Thì các bạn để ý nói chung là để hôm nào mình làm với tiêu điểm từ Big Mom đi bởi vì Big Mom thì cũng là một con tướng mà mình cũng thấy đau đầu tí bởi vì thuộc tính nó ghi dài các bạn Và nó cũng tha lâu rồi nhưng mà uh, Big Mom là một đau những tướng để khắc, khắc, mấy cái con mà đam ao trình mà đam hai dây ra đầu ấy thì nó sẽ khiến cho con nó bị choáng khi mà nó giết trong Big Mom đúng không nó như xong bích mâm thì nó sẽ lao lên phía trước và khi mà nó lao lên phía trước cái lúc đó bích mâm hồi sinh lên hồi sinh lên thì choáng trúng bà cả tim luôn nó là kiểu vậy thì nói chung là sau này các bạn sẽ nhiều tướng các bạn chơi nhiều thì các bạn cũng hiểu được thôi ờ, tiếp theo là ivan nói chung là bạn cũng đang thiếu bùa thôi không có gì cả chuyện bình thường nếu mà những các bạn mà chơi xe vùng hứa mà không có chuẩn bị về đá giai đoạn đầu ấy cứ không quyên mua đá về sau tẩy mịt lắm đợi mịt Ivan thì sắp tới thì không thấy tình hình mở khoảng uh, lên năm m lực chiến có cần Ivan nữa không thì chưa biết trên năm m thì chưa rõ nhưng dưới năm mê là vẫn đang cần Ivan nha các bác nhất là khoản Ivan là uh, tỉnh đồng minh nhận 100 trăm độ Nói chung là có những cái con mà vào trận thì nó búp nộ liền ấy, thì rất là lợi Thì lúc đó thì các bạn ra nộ, có chi dây thứ nhất thì các bạn ra nộ rồi Các bạn ạ, à, nhiều lúc dây thứ nhất ra nộ Nghĩa là ví dụ như các bạn mặc thêm một cái kia 200 nộ cộng thêm các kiểu nữa, dây thứ nhất ra nộ hoặc dây thứ hai ra nộ Có khi 1,5 dây ra nộ ấy Thì các bạn tưởng tượng nó gây gớm thế nào Uh, cho Kuzan vào đi, Kuzan bây giờ lên 11 là mặc cho vào được rồi này bạn, đang thiếu á, à? ấy chả, mình nghĩ bạn lên Kuzan mình một đi, thế bà thằng Marco đi, Marco mình nghĩ hiện tại Marco không có thời gian để book ấy các bạn, một mà nếu mà bạn nào chưa không cho Big Mom thì có thể cho Marco lên hàng đầu để làm tanh tí, rồi sau đây nó lại lùi về phía sau thì thanh được một tẹo. Uh ôi bản sĩ mạng lực chiến à, đây đây cũng là uh, bón à anh chả toàn anh em Việt Nam này các bạn này ông này nước ngoài à, à. bạn này đôi hình dị thế bạn này uh, không thức tỉnh à anh chà, bạn này uh, lỡ cái vòng quay VV à? À, à hay là chưa ra ta hình như mình nhớ xe vừa này mà nếu mà 30 à? 30 ra chưa ta? à, 430 ra lần nào chưa ta có cái đá biển nào ngon không cũng bình thường không biết server này tại sao bạn này lại chưa ra trong khi đó bạn này thì sao Ồ vậy là do server các bạn server này chưa ra vòng quay vi vi Uh, tăng cường hiểu con đốt này Bạn này từ từ rồi lên cũng được cũng Không cần gấp Để uh, Lên bà cuối gian này các bạn Lên cuối gian 12 đi Nói chung là nick này thì thiếu tướng rồi Rồi vào chỗ nick uh, quẩy thì bố bạn này bỏ Để speed thấp thế Đây đúng không các bạn? thua. Mình xem là bạn này có bung không? Ôi bạn này bạn này không bung à. Tại sao mình thấy bạn này không bung không biết bung à rỗi à? Nếu vậy không biết bung thì chắc bạn phải xem lại clip bung ấy vì ừ, không bung thiệt thò lắm đấy, tầm này không bung thiệt thò. Nếu mà bạn muốn farm thêm thì farm thêm trái vàng ấy hoặc farm thêm tướng ấy thì bạn mua thêm mấy gói này cũng được. Nick bạn này thì nạp uh, 2 306 mà bỏ ra một tí đó thì mua cái đó cũng được. Nạp khoảng uh, gần 10 gần 9 triệu rồi đấy, 9 triệu mấy rồi đấy. 9 triệu mấy rồi đấy các bạn. Tiếp theo chúng ta đánh tí nhỉ. Ờ nick bạn này có lau các bạn ạ. Thì mình nghĩ gặp ăn thôi. Nhưng mình có vẻ thích thằng lau đấy các bạn ạ. ăn 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 Ờ, à, lau Ui bạn này hầu như không có không có đam chính các bạn ơi bạn này đam quốc dân bạn này chơi theo hệ đam mê các bạn ạ bạn này chơi đúng kiểu hệ đam mê bo bo đam chính các bạn ok chơi đánh nhá chấp luôn mình không chơi đam chỉnh xem nào bà vệ nó chứ vinh mầm nó trâu dưới à bởi vì tem bên kia đam không có ông nào một triệu cao nhất ở 700 k vinh mầm nó hồi sinh kìa ui đánh nhau nhanh quá mình thử cho thằng Luffy vào nhỉ. cho nó hay là cân kèo đấy Các bạn cho Luffy vào có khi cân kèo thật đây giảm speed về cho Luffy vào có cái cân kèo đấy cho Luffy là cân kèo đấy cho Luffy vào Trang bị chữ động cỡ chúng ở bàn này đi bùa thế này chuẩn rồi có hai cái này này quá ngon này hai cái này cố định bà ấy. được quá... không biết bàn này có nổi chân phẩm bùa không đây đúng không được chưa công bằng nhá 600 cao tấn công nhá công bằng vẽ luôn bây giờ chúng ta sẽ đem nào này. đúng không cho Luffy rồi chua đừng sau này cho nó oách ok chưa nha các bạn Luffy đánh với bo dây thứ hai là dây thứ năm mới ra kỹ năng hơi khoai vẫn mạnh quá các bạn cho khôn khá cái các bạn Luffy bây giờ nó đấm một cái à cho xem boa nó ra kỹ năng nào. ôi cũng đau đấy các bạn không đùa đâu chà, Luffy vẫn này đây đó Xe vừa này khá là nhạt Mình không biết bạn này chơi xe vừa vào tầm mấy giờ chắc mình chắc phải một giờ trưa giờ Việt Nam hoặc gì đó Và giờ chiều Chứ mình nghĩ xe vừa mà chơi vào 8 giờ tối à? Tưởng Thường nó đông nghịt đi Toàn pro hay chơi đạp 8 giờ tối lắm Các pro hay tập trung 8 giờ tối Chấp đi, chấp thêm con gì đi Mạnh quá gian đi Luffy vẫn khó mạnh Để mình xem thằng lau này nó như thế nào à, Ok lỡ rồi thôi Đấy, làm tí thằng lau nè Ok nhé mình nghĩ cũng thắng thôi, Cú Gian nó đốt cũng không phải chuyện vừa đâu. đấy hai bên khá cân bằng, hai đứa đều đâm đốt cả. đâm đốt là đâm uh, hiểu ứng theo thời gian đấy các bạn. ôi thua các bạn ơi, thua đấy, bởi vì Cú Gian mười mà mười rồi còn mười một, mười hai, thắng. lên 12 cho tấn công rất là nhiều nha các bạn nó búp thêm khá là nhiều phần trăm tấn công vẫn thắng nha mưa băng rơi Lạ tạ đây có ông Vim bị một người nước ngoài chơi đúng kiểu hệ đam mê server này toàn server hệ đam mê server gì vậy <laughs> đây một cái đi đời luôn các bạn ạ Đây xem xem chỗ này về giống này. Vậy thì bạn này là tục 3. bạn này bằng thứ 3 server. Thật mình đang hóng nó chờ 10 liên server để đem nhau các server khác để cho mình hiểu cái meta nó rộng hơn. Đem trong server thì nó lắm nó cũng chat không bằng như thằng Vinago ấy, Vinago bà mẹ nó chơi game mới ra 4 ngày cái game Tây Du mình đang chơi ấy, nó ra 4 ngày mà nó đã uh, cho ba uh, cái hoạt động PVP rồi, nghĩa là đánh khoáng này, đánh để chỗ kiếm tài nguyên này, rồi nó đánh ghép đội, đánh giống cái leo ranh này là hai này, tiếp theo nữa là đánh cái gì, nhỉ? còn một cái nữa thôi tại mình cũng mới chơi game đó các bạn nào rảnh thì qua đó xem nội dung video mình làm đó cũng được những video nào mà bém nhói thì mình thấy cũng ok các bạn xem nhiều lúc không hiểu tướng ít nhất các bạn cũng hiểu được cái nhân vật đó là nhân vật gì và nó đánh như thế nào mình nghĩ nội dung của mình làm cũng khá đơn giản khi mà PVP thôi. Người lạ xem cũng hiểu. Mình check xem cái... À, bạn này có vẻ hay nhỉ. Đây, đội hình thấy quốc dân phết. Ui, gáp bạn này không không có hồi máu khi tiêu diệt À Thấy chưa các bạn Bích mâm hồi sinh quả choáng luôn Thằng kia cũng còn sóng mà Đâu rồi lúc này mình đánh bạn nào Mình vào cái hàm đội tí Mình thấy bạn này thừa tài nguyên thừa vàng Thì mình nghĩ bạn này cũng uh, Ít Ít đánh hàm đội thôi Chứ nick bên kia nick của cu cường ấy, Hiện tại vàng thiếu vãi ra đây được Vàng thiếu lòi con mắt ra Uh, server Việt Nam, hàm đội này hàm đội tốt 1 đấy các bạn. Uh, bạn này thuyền trưởng luôn kinh. 2 giờ 3 giờ server vẫn chơi đều đấy các bạn này. Anh em vẫn uh, chăm chỉ phết. Đúng, uh, con dân thiên hạ tùng này, tung tùng tùng sắp chuyển sao quá gá bà. Đấy. Ờ, uh, đợt từ server 400 trở đi thì cái việc mà 430 trở đi thì mình nghĩ đợt server này kiếm trang bị cũng khó Nó cũng fit nhiều cái Haki thứ nhất là server này chưa ra mùa Haki Còn server bằng cu cường là uh, Ở uh, 402 Nó chênh nhau 7 ngày Nhưng tranh uh, Chênh nhau 7 đến 8 ngày thời gian ra server Nhưng nó lại có sự khác biệt với hai server Một server thì được uh, trải nghiệm vòng quay Vivi Haki một server thì <laughs> sắp đến nơi thì nó 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 xóa mẹ đi vòng quay Vivi Haki ở tuần ba nó xóa mẹ. Cúp cay thì nghĩ các bạn đã chơi cúp cay. Nó nó không phải xóa đâu mà nó không cho nó nữa nó, nó thay bằng việc vòng quay Vivi đá biển. đấy mình uh, làm tí à. Uh cabin nè sao chưa nhận rồi thử thách cho nó mình nghĩ bạn là lên đốt cho thằng này đi thằng cu gian mười đi nó là tướng tam chung là bạn này mạnh rồi trong xe vừa ngán ai nữa đâu chờ lên xe vừa thôi xe vừa này thề mình chưa bao giờ thấy cái xe vừa nào mà dị như xe vừa này <laughs> các bạn nào mà có nick nào mà cần mình review ấy ổn ổn tí thì cứ gửi cho mình à, nhớ tích cho mình cái gì phải mình vào mình mở thí nhân phẩm cho nó đỡ buồn Ờ, à, chủ đích và nếu mà xem video thì nhớ nhé xem clip uh, bung đi ví dụ như mình làm mẫu nhá cái này là màu tím đúng không mình sẽ hãm nó lại nghĩ là mình không bao giờ mở nó ra đấy chẳng hạn à. tiếp cái này thì mình sẽ nhận hàng ngày bởi vì cái này nó vẫn ngon thì với việc mà bạn mà bung như thế này thì đây cái này mình sẽ xài hàng ngày bởi vì meta đang meta tướng mà mình sẽ nhận nó sau khi hoàn thành những cái này thì mình sẽ hãm nghĩa là mình không bao giờ mình nhận đấy đây cái này đấy mình cũng hãm rồi cái này không ngon đâu cái này với việc các bạn lấy 60 trái vàng thì cái này không nên lấy lấy 60 trái vàng có khi còn ngon hơn đó là ví dụ ví dụ cái này mình cũng hãm lại này tự tím thì các bạn không cần đâu hãm lại này không bao giờ xả thế đấy đấy là nó trở thành một cái quy luật thì hôm sau nó sẽ ra những cái trái vàng ngon cho các bạn thì bạn mà có điều kiện ấy thì múc thêm mấy con này đi Uh, và các bạn nhận tới lượt uh, 100 là được nghĩa là tiêu 100 trái vàng để mình lấy uh, cái lượt nhàn rỗi còn đến 150 trái vàng hay 200 trái vàng là các bạn bắt đầu lỗ rồi mình uh, xem tí cái hải uh, cảng nha cảng bạn này sẽ leo đến đây nó cũng khỏe hết các bạn Khoe các bạn <laughs> Tiếp theo nữa chúng ta có cái những cái này chúng ta chỉ có nhập phát minh Chưa mắc cả Ở quyên đây mới phát minh này lúc này cái dâm bài Có haki rồi Mười nghìn Thật ra cái mười nghìn hai cái này nó như mũi Đốt đi thôi Bởi vì nó đi thẳng vào máu mà Mà các bạn biết máu nó nhiều thấy bà ấy, Đi khi nào mới xong được Anh này có ý định lên không Hay là chữ Mình xem cửa hàng Úi trời Thiếu đá này thì thầm rồng thế nhá thôi uh, chắc là video đến đây kết thúc các bạn nhỉ? ừ, chào hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào